Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin. Dạy con. Một phụ nữ da trắng dắt theo con trai 6 tuổi ra ngoài. Bà gọi xe taxi. Tài xế là một người da đen. Thằng bé 6 tuổi chưa bao giờ gặp người da đen. Trong lòng nó rất là sợ hãi, bèn hỏi mẹ. Người này có phải là người xấu không hả mẹ? Tại sao người đen thui vậy? Tài xế người da đen nghe thấy trong lòng rất lấy làm khó chịu. Lúc này, người phụ nữ liền nói với con trai. Chú tài xế này không phải là người xấu. Ông là một người tốt con à. Con trai nhíu mày trầm tư một hồi lại hỏi tiếp. Nếu chú ấy không phải là người xấu, vậy chú có phải đã làm điều gì xấu xa, cho nên Thượng Đế mới trừng phạt chú, phải không mẹ? Người da đen ấy nghe xong, mắt ngấn lệ. Ông ta rất muốn biết người phụ nữ da trắng ấy sẽ trả lời thế nào với con trai của bà. Người mẹ nói, ông ta là một người rất là tốt, cũng không làm điều gì xấu xa. Vườn hoa của chúng ta có màu hồng, màu trắng, màu vàng, có phải không? Vâng, đúng ạ. Vậy hạt của hoa có phải đều là màu đen không? Đứa bé nghĩ ngợi một lúc. Đúng thế ạ, toàn là màu đen hết. Hạt giống màu đen cho nở ra hoa đầy màu sắc và thơm ngát, đúng không? Vâng, cậu con trai đột nhiên ngộ ra và nói. Vậy là chú tài xế ấy không phải là người xấu rồi. Hạt màu đen tạo ra hoa đẹp thế, chắc chắn chú ấy là người tốt. Lúc này xe đã đến điểm dừng. Người tài xế kiên quyết không lấy tiền. Ông ta nói, lúc bé tôi đã từng hỏi mẹ, vì sao chúng ta lại đen và vất vả, còn họ lại trắng và sung sướng. Mẹ tôi nói, vì chúng ta là người da đen nên phải chịu thua kém. Nếu khi xưa mẹ tôi đổi thành câu trả lời của bà, hôm nay tôi nhất định sẽ có một thành tựu khác. Nhưng không sao, tôi đã biết cách dạy con tôi và lũ trẻ trong xóm rồi. Đội ơn bà. Vậy đấy, nếu chúng ta suốt ngày nói với con, mày ngu lắm, lớn lên mày sẽ chẳng làm nên trò trống gì, chỉ có hốt phân, xách vữa, phụ hồ, bla bla, thì chúng sẽ tin là chúng dốt thật và sẽ chẳng trông chờ gì được nhiều từ những đứa trẻ được dạy dỗ như vậy. Ngay từ bây giờ, hãy nhẹ nhàng gọi con dậy, khích lệ chúng. Qua hè, năm học mới, kết quả học tập của con bạn chắc chắn sẽ tốt hơn. Châm ngôn đoạn 22 câu 6 có chép, hãy huấn luyện trẻ thơ con đường chúng nên theo, để khi về già, chúng cũng không đi lạc. Muốn thật hết lòng.